Rất là mang xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ vô cái cánh rừng tràm sau lưng này bạn. Mình sẽ thăm những cái bẫy mà lúc trước mình thăm trước Tết á, bữa 26 Tết nó được 3-4 kg á bạn. Thì nay mình sẽ quay lại khu vực này mình thăm nha bạn. Nay cũng khá là lâu rồi, mười mấy 20 ngày rồi. Bây giờ mình bật cam trước lên nha. Nãy giờ mình cũng đặt thì mình vẫn còn đem cái bẫy si cua bạn. Bẫy này bẫy phân 2 bữa mình đem về, cái bẫy mà bị lủng lỗ bạn. Bị cho bị gắn lông hơm ra. Dưới đây có chuột. Chuột đây, chuột mình đem khá nhiều nha bạn, 20 con, 20 mấy con đó. Với túi lưới với lúa. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi thăm thôi bạn. Lần luôn vô cái đám tràm này thì nó hơi khó đi, mong các bạn thông cảm nha. Cái đầu tiên trong lòng các bạn. Trong lòng rồi. Ui, có phân nè. Trong lỏng mà có phân là ngon nha. Ui, rồi vô rồi, cái đầu tiên cực ký các bạn ơi. Đâu rồi, bảy rồi, ba con lượt bạn ơi. Hết biết rồi, hai ba con gì trong này nè, một nùi trong này luôn. Còn coi cái hôm nó nhạt lên trên luôn rồi trời ơi, mấy con này trời, ít nhất phải 4 con hay 3 con gì vậy, cái một nùi trong này nè. Ôi, hai hôm cong lên hết trơn, gài hôm như vậy luôn. Ừ trời, đây mình đặt bẫy si cua lên nha bạn, cái này mua. Bẫy phân 2 không biết có 31 có kẹt đầu không nữa nè. Rồi đây bắt cái bẫy đầu tiên ra luôn mày. Đầu tiên mà vô về thấy ngon rồi đó nha, hình như tình hình bữa nay hay im giống như bữa nữa các bạn. Chết, cái túi lưới đâu ta. Đây, mấy con này không biết nữa. Con chắc bự bự mà, con này cũng 7-8 lạng. Hai hôm nó nồng cứng ngắt rồi hết trơn. Cái bẫy này tại nào nếu mà trung bình tại nào cũng phải 1,5 kg hoặc 2 kg mà. Nguyên cái bẫy này hôm nó gài lại hết trơn. Đụng à. Mấy con đây. Mấy con đó. Anh thấy không lầm nha con nhất các bạn ơi. Mọi người, hai con nhất các bạn. Con này 7 lạng nha, hơn nha. Không dưới 7 lạng nha bạn. Hồi nắng nó chiếu nè, đã không? Trời ơi nó bóng. Bắt được con rồi mày, bắt một nắm không hết à. Mới lại tưởng trớt rồi chứ. Mấy con đi trời. Ba con mày, con em mini nữa. Em mini bị chuột nhâm rồi. Em này vô nhất luôn nha bạn. Em này cũng phải 6 lạng, em gần hơn 5 lần gửi. Có lý. Rồi, mới vô mà thấy ngon dữ ta. Có khi nào ăn đầu bán trâu không mà. Mấy cái sao trớt. Đừng có giỡn nha. Mini này mình đem về nuôi nha bạn, nhà mình có lòng nha. Đem về nuôi chứ không phải là mình nè. Thường hồi trước chưa có lòng thì mình thả ra hết, giờ có lòng thì đem về nuôi luôn. Rồi, để vô chuột đặt lại. Rồi, ngon lành. Đây cái nha mà. Bữa mình cái này cái cuối cùng của hôm bữa anh thăm. Giờ anh thăm ngược lại bạn, cho nên là cái này tình như cái thứ hai nè. Bữa mình đặt ngay đây nè. Mình giờ lên trên này. Như nặng nặng luôn bơi. Nặng 2 cây. Trời ơi, ngắn mối mà. Vô ngắn mối. Rồi, để mình đặt cái đấy xua lại.
Bây giờ là 12 trưa nắng quá bạn. Chịu không nổi luôn. Rồi, tiếp theo. Ở đây con cái. Cái này hôm trước chạy 2 con. Rồi, chuột ra đi luôn rồi. Cho em nấu con chuột nha. Theo đây cái con lỏng luôn rồi nè. Con bần nó bay cỏ o ớn quá. Nhà ven. Gạch chuột, chuột chết không mà. Trời ơi, chạy có cái đầu tiên tới giờ luôn đó. Theo trong này cái như vậy. Quá nắng rồi, lộn như đuối. Sầu bắn như ngay. Ôi, nặng nặng mà. Nếu có chạy chắc chạy như xíu. Nó hơi nặng, trời thiệt. Nên bắt nó ra rồi mình đặt lại nha mà. Dạng sự khởi đầu nan mà. Cô khởi đầu cái được ngon quá tới cái mấy cái sao Trung Quốc luôn mà. Khổ luôn. Còn là chạch chuốt chuột chết không. Nay cũng 10 ngày, mười mấy ngày mà không thăm mà nó không chạy mà. Kéo siêu. Mini. Có hơn không nha bạn. Mini cũng ngon lắm á. Gốc gài cũng có giá, cũng đỡ đỡ rồi. Gần 2 kg rồi bạn, nhưng mà thắt hơn bữa, không cam lòng. Tiếp tục nha, tiếp theo đầy cái nha bạn. Cái này bữa hổm chạy còn phân, ấy chạy luôn. Được nha bạn, gắn nhì, cái phần lum, 2 miếng hôm vậy á. Con này cũng khoảng cỡ 3 lần rưỡi. Cũng gần hết luôn 7 rồi bạn. Còn mấy cái nữa hết rồi. Trời, nhà nào cũng bắt nhặt sùm luôn. Này còn Tết rồi bạn. Đó, ai cũng bắt nhặt sùm. Con này vô cũng hơi lâu rồi bạn. Vô cũng hơi lâu rồi. Ủi mỏ mà trồng trầy trùa hết rồi. Tiếp theo đây con cá nha bạn. Nãy mình bỏ con rắn vô bao cái nó chạm trúng màn hình tắt máy luôn. Giờ mình không có quay nữa luôn. Cái này hôm trước chạy rồi. Phân cũ hay gì mà hay phân mới vậy. Chuột còn sống. Rồi, chuột tới nay còn sống 10 mấy ngày. Yếu rồi. Kệ. Cho nó bịt lúa nha bạn. Ngay hóc này em ghê không. Sắp hết nãy rồi mày. Còn mấy cái nữa. Càng vô vuông nó càng sùm. Mấy cái nhà ta đang hát mà. Nay còn chuồng Tết mà. Còn mùng còn Tết. Tiếp tục nha, tiếp theo trong đây con cái nha bạn. Phần cũ nha bạn. Ui, nặng, phần mới. 4 lạng. 3 lạng mấy, 4 lạng mà. Để mình tạm ngưng, mình... nhắc bẫy Sico luôn đi. Xong rồi lại đằng kia mình đắp luôn. Mình bắt ra nha bạn. Túi rắn nãy giờ nè. Hôm nay cũng được. Khá khá nha bạn. Nói chung bèo bèo gì ngày mình đi mình cũng hay bọc ba xị. Bữa nào trúng thì bọc 4 xị.
cũng có nha bạn. Tiền thì tiền vô thì thấy trước mắt đó, nhưng mà tiền xăng, tiền bọng này kia nữa thì mình không còn nhiều bạn. Nói chung lúc gầy đặt bắt ghiền thôi. Xù xì vậy. Con này cục đuôi bốn lạng, bốn lạng ngoài vô cũng lâu rồi bạn, mỏ mỏm đầy ra nè bạn thấy không. Hai ký mấy, 3 ký. Tiếp theo trong lùm mình có một cái nha bạn, lùm này từ hôm gầy đặt 2 lần không chạy mà. Rồi giờ lên trên nha. Rồi. Tiếp theo đây còn cái cuối cùng nha bạn, để mình dỡ cái rồi mình về nhà cân ký tổng kết số gắn cho bạn xem nha. Cái này mình rút luôn, không chạy đâu, chặt chuốt nha bạn, không chạy đâu, mình để rút luôn nha. Rồi bây giờ mình về nhà mình cân ký cho bạn cùng xem nha. Bữa nay mình được cũng cỡ 3 ký quá à, bây giờ về thôi, rút mớ 7 ở ngoài xe, bỏ ngoài xe bạn. À, mình cũng về tới nhà luôn nha các bạn. Bữa nay hơi bị đuối đuối rồi. Mấy dây làm dấu, anh em nào đi thấy mấy cái dây thứ này là của mình không nha. Mình đặt trong chạm mà dấu hết chuột luôn, còn có con chuột mình không dám thay, còn có con chuột yếu xìu luôn nè, không dám thay, chạy không nổi luôn mà, nên là mình không có bỏ vô 7 luôn nha bạn, bỏ ngoài luôn, đem 7 về 6-7 cái bỏ ngoài xe mà. Vỡ bữa nay của mình cũng được khá khá bài, hơi đuối đuối nhưng mà cũng vậy, cũng tạm ổn nha bạn. Hai con nhất giờ là 2,8 mà chắc còn được 2,7 ruột, cái tổng gam được 2 con nhất, mấy con nhì nữa mà, với mấy con vạc nữa. Con nhất này cũng bộn mà, con này cũng phải 7,5-8 lạng nha bạn, với con kia 6 lạng, con 6 lạng, con 8 lạng các bạn, 2 con cũng được ký mấy, ký tư nhất, ký tư giờ 400 mấy 500 thì cũng được 5 xị nhất, hơn 5 xị nhất rồi đó bài, cao 7 xị nhất rồi đó, 7 xị nhất với lại mấy xị nhỏ nữa nè, bữa nay cũng được gần cái tiểu bạc mà. Nhiêu đây mấy kinh khủng không. Rồi đến đây mình cũng xin kết thúc clip nha bạn, hẹp lại bạn clip sau. Thì anh em nào thấy hay thấy thích thì mình thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình cứ ngày nào cũng được về thì mừng quá mừng các bạn. Rồi bye bye, chúc anh em mà đặt bẫy gắn chứ giống như mình trúng mánh nha, bye bye.